Xin kính chào quý cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Cả nhà ơi, hôm nay là sinh nhật bé Na, gia đình Châu đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn bữa ăn là bé Na nó thích, thì xin kính mời cả nhà cùng đi với gia đình Châu nha. Nè con xin chào ông bà cô chú đi, bữa nay con mấy tuổi rồi, nói với ông bà cô chú xin nha. Kính chào ông bà cô chú, con là Na, con 5 tuổi. Ông bà cô chú ơi, con có vẻ từng không? Năm nay giờ là con 5 tuổi rồi đó ông bà cô chú ơi. 5 tuổi. 5 tuổi rồi. Bữa nay sinh nhật con nè ông bà cô chú ơi. Bữa nay sinh nhật con nè ông bà cô chú ơi. Xin mời ông bà cô chú cùng đi ra ngoài với con nha. Cùng đi ăn ngon với con nha. Thì đây cả nhà, Châu có nấu được một nồi canh rong biển đó. Hồi sáng Châu thức sớm á, Châu nấu được một nồi. Thì cái này thì bé Na với ba Na ăn rồi nên còn được ít nè. Thì ở Hàn Quốc thì nếu mà vào ngày sinh nhật thì sẽ không thể thiếu cái nồi canh rong biển. Châu thì Châu cũng nấu cho bé Na được một nồi canh rong biển với thịt bò bằm á. Rồi giờ thì gia đình Châu sẽ đi ra ngoài, thì có rủ nội Na với cô Na nữa, thì hẹn lại tới cái quán ăn đó mới gặp. Giờ gia đình Châu đi riêng á, đi chợ mua đồ chơi cho bé Na, rồi đi mua bánh kem, rồi sẽ lại tới quán. Cả nhà ơi, giờ gia đình Châu đang đi vô chợ. Bữa nay sinh nhật Na nên là Na cũng muốn mua đồ chơi nữa, nên là đi vô chợ mua đồ chơi cho bé Na. Ngày thường nè, ở chợ ngày thường không có người ta bán nè cả nhà, không có người ta bán giữa đường á. Rồi cả nhà ơi, đi vô tới cái đoạn này á, thì những bên shop có shop quần áo á, người ta mở nhạc to quá nên là Châu tắt tiếng, tại vì nếu mà để nhạc á thì sợ dính bản quyền á. Thì nè, người ta cũng bài quần áo ra người ta bán nè cả nhà, cũng nhìn cũng y hệt như bên Việt Nam mình vậy đó. Những cái loại đồ mà hơi rẻ rẻ tiện chút người ta bán ở ngoài nè, người ta treo ở ngoài nè. Cái những cái tiệm này thì đồ dạng như là người hơi lớn đớ, lớn lớn tuổi, trung trung tuổi á. Rồi thì giờ đi kiếm cái tiệm bán đồ chơi để mua đồ chơi cho bé Na. Tới cái tiệm bán đồ chơi rồi cả nhà ơi. Nhớ xe không? Nè, con chọn đi. Tiến xa hay xe vô? Nè, Hana, cô ra hay xe vô, Na chọn đi. Ừ, cái gì mà chị về nên để tả sắc xa. Chọn cho kỹ nha, để thôi về nhà con không thích á. Con chọn cái nào con thiệt là thích đi. Cái nào con chưa có á con chọn, cái nào con không biết chơi, chưa biết chơi á con chọn về con chơi. Rồi cả nhà ơi, bé Na mua xong rồi, chọn được một món đồ, chọn cỡ 20 phút mới chọn được. Rồi đi ra, đi ra, đi ra. Chào chào, học chào. Sách đồ món đồ nè. Cả nhà ơi, mua đồ chơi cho Na xong á, hiện giờ á gia đình Châu đi mua bánh kem cho bé Na. Mua bánh kem xong rồi đem lại quán. Rồi thì vừa bước vô tới quán này cả nhà, thì nhạc lớn quá trời lớn luôn nên là Châu cũng tắt âm thanh luôn. Và đi tới đâu ở Hàn Quốc, đi tới đâu cũng toàn là nghe nhạc hết trơn á. Trong quán nghe nhạc, rồi siêu thị cũng nghe nhạc, nên là nhiều khi Châu đi á cũng quay rồi cái cũng khó quay nữa. Kêu ba ẩm lên coi coi. Hai ba Anna cho Anna đi về cha cha bo. Ẩm Anna lên, Anna bo 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 cho. Hãy
Chọn cái đó hả? Ồ, xem cái đình kia gì rồi. Ồ, cua. À, sao? Chào kia. Nó chọn một cái này nè cả nhà. Cái cực này thì... Nè. Chúng mình mà cái chân gà đi khoai. Ồ. Chào. Do sắc, do sắc kìa. Chú xì. Do sắc kìa. Mà có chiếc phân mà sao? Sao? Thu ghé. Rồi, mua xong rồi cả nhà ơi. Mua chana xong rồi, bây giờ đi tới quán. Chana chon nè. À, tí rồi. Nó là nóng chua. Cái này là vui quá thì vui mà cô chú ơi. Cái này á, cái gì cũng làm theo yêu cầu của Na, nên là nó phái quá trời phái rồi. Đang đi kiếm chỗ, ôi qua hoa đẹp quá, ôi chỗ này hoa nhiều màu đẹp quá. Cả nhà ơi, ba Na đi lộn chỗ rồi, giờ đi kiếm chỗ khác. Lúc mẹ ăn chứ. Nhà ở Hàn Quốc thì thấp, cất nhìn thấp thấp không à cả nhà. Tại vì mùa đông lò sưởi á, bắt lò sưởi nên là cất nhà cao quá thì nó sẽ tốn bị nhiều điện. Anh ăn một chút mà. Ăn một cái cần được không mua? Nhìn trong coi thì kịp. Rồi tới rồi cả nhà ơi. Ồ, có mấy cái cây bông cúc dại nhìn đẹp quá à. Hả? Gì con? Chào ba nè. Chào ba chút đi con. Wow. Người ta trồng ớt, trồng dưa leo rồi nè cả nhà. Thích quá à, phải trâu được khu như vậy, sướng vậy đâu trời. Trồng rau, trồng đồ đã. Nó kêu ba ơi lẹ đi mẹ chờ. Nay Na là nhân vật chính nè, Na là công chúa nè. Cái đầm này bận 3 năm rồi cả nhà. 3 năm sinh nhật rồi. Bận 3 năm rồi vẫn vừa. Xinh quá nè, của mẹ xinh quá. Dạ tôi xin. Ơ, cô lại đó rồi, nói lại lắm rồi.
Nhớ cửa cho nội. Hôm nay bác sĩ anh nhớ bác sĩ Helimi aka Helimi Teriraka channel Helimi opseyo. Teriraka cha. Aka. Ai Terira chugo was. Haru jokkeunde deodeodo deonnde baetta akai deoseo deoreogareun mot. Omo watta. Go haseyo. Harmony to waseyo. Harmony sahesa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Đi cho kia. Wow, ban chân. Thức ăn phụ này cả nhà. Apple về ở đâu? Con ở đâu? Ai cà xì quất. Cả nhà, cái món ăn phụ nó là cái hoa gì á? Hoa gì giống như là cái món gì? Acacia. Ừ, acacia. Acacia quất. Cái tên gọi nó vậy cả nhà, nhưng mà Châu không biết là tiếng Việt tên gì. Nó giống như cái bông điên điển, giống giống vậy đó. Cái món chín gà rồi cả nhà ấy. Cháo. Cái ớt này cay con à? Không cay hả? Nhảy ra đi con cay, nhảy ra nha. Thôi đừng ăn được nhiều đó thôi. Khỏi nó ăn ớt cả nhà ơi. Cô kia ăn một cô chút thôi chứ. Mẹ Châu lúc này á không có thích ăn nha. Khi khư chó khi khư hè khi khư hè chị tô hè chị anh hè. Cứ đây. Còn chút bên đây. Thế nào biên thư chụp hình nè. Chụp hình nè. Gà mé này quay sáng nè. Xin kính mời cả nhà cùng ăn với gia đình Châu nha. Này món ăn bé Na nó thích, nó đòi đi ăn thịt vịt. Một cái tiền. Thank you.
그거 하나 씩씩 사먹어. 응. 나 아까 하나 줘. 조심해. 씩터 사먹어. 조금만 내 낙지 먹고 낙지 말고. 하나 짜게. 좋아. cả nhà ơi, do là vô quán ăn á nên là nó hơi ồn, cho mong cả nhà thông cảm giúp Châu nha. Tại vì người ta nấu cơm rồi người ta làm việc rồi đó, nó cũng ồn. Do là Châu muốn lưu giữ những cái khoảnh khắc buổi mặt họp mặt gia đình vậy nè, rồi bữa sinh nhật của Hanna vậy đó, lưu lại một chút ít để dành kỷ niệm, sau này Na có lớn thì Na coi được cũng hay, nên là Châu muốn lưu lại. Thì cái món này hôm nay là đi ăn là nó cũng giống như cái món mà gà hầm sâm vậy đó cả nhà. Châu thấy nó cũng giống như vậy á, nhưng mà khác một cái là cái này là thịt vịt, còn gà hầm sâm thì là thịt gà. Thì từ hồi Châu qua tới giờ 6 năm mà đây cũng là lần thứ 3 Châu đi ăn. Mỗi lần gia đình chồng Châu đi ăn là Châu thấy thịt vịt là mỗi có món này thôi à, không có món nào khác hết trơn á. Rồi hôm qua Châu hỏi bé Na chứ ngày mai sinh nhật con muốn ăn cái thịt gì, mẹ dẫn con đi, nó nói nó muốn ăn thịt vịt. Thế là Châu hỏi cô Hana đó là ở Hàn Quốc thì em muốn ăn thịt vịt thì có món gì á. Hana nó muốn ăn, cái cô Na nói có món này nè, rồi cái Châu nhờ cô Hana đặt giùm. Thì cái này mình đặt trước á, mình đặt mình gọi trước thì quán làm, cái khi mình lại mình ăn thì nó sẽ nhanh hơn á cả nhà. Cái đoạn này thì Châu hỏi cô Hana là ngoài cái quán này, ngoài món này thì còn món nào nữa không? Cô Hana cũng chỉ trên cái menu á, nhưng mà Châu cũng không gành, tại vì hồi nào giờ có ăn đâu gành. Chỉ mỗi ăn cái món này thôi à. Cô Hana nói có món thịt vịt nướng gì đó nữa đó, nhưng mà mình mua đem về nhà nướng. Đó là có một cơ quan thi sự xăm nhân thì bất sợ xăm nhân sang hi thì bất sợ thành khó. Thế thì mình hai ngày đều mũi bớt ta, hai bên đi bụng mũi bớt ta. Cái gì vậy? Hôm mai anh ta chạy một kí bất sợ. Cả nhà ơi, giờ gia đình trang xong rồi, giờ cắm đèn cầy chúc mừng sinh nhật với Na. Dưới sân rồi cầy, dưới ta sẽ sợ lắm cho là ta sẽ sợ lắm. Vì chê do sắp tài. Hắn kịp tài gọi. À, mạnh nè. Dưới sợ sợ, mạnh dưới sợ sợ tài gọi. Ta sẽ sợ lắm. Mà ta sẽ cho mọi người kết xe à. Tài sắp tài á. Hắn là ta sẽ sợ. 18년. 18년은 19년 하고 6살 19, 20, 21, 22 6살 그래 6살 6살 누구라고 6살 9 만들어도 만들어도 6살 6살 đang nói về cái vấn đề nói rằng là bé Na bao nhiêu tuổi. Bé Na cười lắm thầy ạ. Mama, I'm going to go.
젓가락으로 먹어야겠다. 하나 넘어가는 표를 줘야 되겠네. 딸기. 딸기랑 여기 버섯랑 딸기 썰어줄게. 하나 포크 이것도. 하나 딸기. 이거 포크야? Hồi nãy á, cả nhà lúc mà cầm đèn cày á thì cô Hana nói là Na 5 tuổi, tại vì Châu á, thì Châu nói 6 tuổi, Châu tính đâu là 6 tuổi, tại vì đi nhà trẻ thì người ta tính là 6 tuổi. Tại vì thường ở Hàn Quốc thì người ta sẽ tính từ lúc mang bầu tới sanh luôn, người ta tính tuổi vậy đó. Nhưng mà khi làm sinh nhật thì sẽ tính giống như ở Việt Nam mình hay sao á, Châu cũng gành á, cô Hana nói là 5 tuổi thì bé Na nó sinh năm 2018 á cả nhà. Na 5 giỏi chưa mà cô chú? Nó ăn nó lựa kem ăn không à cả nhà? Nó lựa kem cứ ăn không không bà cô chú? Xong rồi cả nhà ơi, à, giờ ăn xong xuôi và cô Na ngủ đi uống nước nữa. Rồi chú bye. Annika. Annika. Rồi đi. Đi đi qua ba. Hai mươi tô. Mười tiền mười tiền đó. Hai mươi tiền mười tiền đó. Mưa cả nhà ơi, mưa không lớn nhưng mà cũng ướt à. Đi đi ở ngoài lâu ướt à. Harmony. Harmony 괜찮아. 아이고. 아이고. 그지? 뭐 어째 가지고. 하나가 좋아. 하나가 안 맞아야 돼. Ông xã Châu á che dù này cả nhà, Châu nói che đi rước mẹ đi, mẹ phía sau kìa, che cho mẹ đi. Ông xã cho nói bà nội không sao để che cho bé Na. Cô Na với nội Na đi phía sau kìa. Rồi gia đình Châu đã vô quán nước, giờ đang ngồi chờ nước ra gọi xong hết rồi. Rồi thì nước cũng ra, Châu uống trà bưởi, cô Na uống cà phê đen, ba Na cũng vậy. Na thì uống sưng tố, nội Na thì cũng uống cà phê, nhưng mà loại cà phê giống như người ta bỏ sữa tươi với lại kem vô hay sao cả nhà.
Loại này trâu cũng không gành, chưa được uống lần nào mà nhìn nó giống như là nó cảm giác nó béo béo quá. Rồi thì hôm nay là vào ngày sinh nhật Na, vào ngày chủ nhật, cũng may là nội Na cũng ở nhà, Châu cũng ở nhà, nên là cả gia đình cùng đi ra ngoài ăn một bữa ăn sẵn là mừng sinh nhật Na, rồi cũng một bữa ăn sum họp gia đình rất là ấm cúng luôn. Cũng may là lọt vào ngày chủ nhật, năm trước thì không có lọt vào ngày chủ nhật nên là cũng không có được vui lắm. Năm nay thì cũng hên là vào ngày chủ nhật nên là đại gia đình họp mặt. À, Hana ô nương Hana sen gì? Hana, apa haku ko mo ton man ni teren ne? Rồi cả nhà ơi, cái video của Châu tới đây Châu xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem cái video của ngày sinh nhật Na nha. Nè, Na xin chào ông bà cô chú nè. Xin cảm ơn bà cô chú đã xem ngày sinh nhật của Na nha. Đã đi ăn sinh nhật cùng Na nha. Nói đi con. Xin cảm ơn bà cô chú. Để cái gì đây? Đi con ăn à? Đi con ăn à?